chắc là một chàng trai cao 1m8 này. Tại cái tên nó dài quá cho nên nghĩ chắc cũng cao. À rồi, có xuất hiện rồi đó, chúng ta có thể tin được cái chiều cao này. Vâng, xin mời bạn cầm micro. Rồi, mình có một đôi lời giới thiệu tất cả mọi người. Em xin kính chào ban giám khảo cùng tất cả các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Trần Xuân Trường và năm nay em cũng vừa tròn 20 tuổi. Dễ thương quá ha, trai tơ đúng không? Cũng không có tơ lắm đâu rồi. Rồi, sao đứng men lại xíu để giới thiệu hỏi thăm cái có bạn gái chưa? Dạ, bạn gái thì em chưa có. Chưa có, nhìn là biết rồi. Và bây giờ chúng ta cùng đến với các bạn Nguyễn Trần Xuân Trường với ca khúc Quay, bạn tự đàn guitar đúng không? Rồi, xin mời bạn lấy guitar. Mình xuống dưới, mình set up lên đây dùng. Cắt âm thanh bút lên trên. Mình kéo lên dây được. Bạn muốn đứng đàn hay ngồi đàn? Ngồi đàn phải không? Ok. Nằm đàn đó. Cũng giống như các bạn vừa thấy bạn Hoàng Huy và bạn Xuân Trường đây thì năm nay Jerry được chứng kiến rất nhiều, ngay từ những đêm đầu tiên chứng kiến rất nhiều bạn chúng ta vừa đàn vừa hát, vừa đánh trống vừa hát, vừa beatbox vừa hát, rồi vừa hình hình cái gì đó vừa hát nữa. Cho nên là năm nay cái đa dạng phong cách, nếu năm nay xuất hiện đàn tranh cải lương gì đó nữa chắc là rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần thi các bạn Nguyễn Trần Xuân Trường với khúc bạn tự đàn guitar và hát. Bài hát được mang tên, mình nói xong cái vỗ tay nha, bài hát được mang tên Fly, nghĩa là bay, vỗ tay đúng không? Bye.
tôi có một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ thấy những thiên sa thật lộng lẫy. Tôi mơ thấy em nồng cháy. Để mình giúp bạn dọn camera đi, và theo kinh nghiệm 4 năm bán kẹo kéo thì đây chắc chắn là những người bán kẹo kéo chung với Jerry rồi. Bạn ơi, bạn hát có hồn lắm mà biết không? Tôi thấy bạn hát thì ở dạng cảm giác như tôi làm MC gì đó, tôi điên điên mà tôi khùng khùng mà tôi sao tôi không biết được á. Thiệt luôn á, vỗ tay lần nữa cho bạn được không? Bạn ơi, vỗ tay lớn lên. Yeah. Cho mình hỏi cái khúc gian đấu giữa cái gì mà tôi đang có một giấc mơ, tôi bay bay cái đó bạn lấy ở đâu ra vậy? Trong bài hát có. Em hát theo bạn đó hả? Ở đâu? Ở trên trong bài hát có. Trong bài hát có hả? Dạ xin lỗi em lú, dạ xin lỗi bác kéo kéo mà đâu biết. Kéo không cần. Với bây giờ xin mời phần xét ban giám khảo, xin mời anh Cao Long ạ. Xin chào bạn Xuân Trường ạ. Cái bài bạn hát mình ấn tượng nhất là cái đầu bạn đọc đó. Cái đầu bạn đọc nghe nó hay lắm, hay lạ kỳ lắm. Nó giống như là bạn đi lòng tiếng đường, chồng nghe nó ảo mà nó ma quái lắm, thích lắm. Còn bạn hát bài này thì mình thấy là nó rất là vui, rất là tươi. Nhưng mà nó không có bay, mà nó cứ đẩy đẩy lê lê lên sao, nó cứ đẩy đẩy đúng không? Nhà đẩy và đẩy lại vậy. Nó cứ đẩy đẩy, nó không có dứt khoát á. Mà những cái bài như vậy thì nó đòi hỏi mình phải dứt khoát hơn. Cái bài mà cái cách bạn hát nó bạn muốn biến đổi bài hát cho nó mới đi, nhưng mà nó bị sai tác dụng, nó bị phạt tác dụng, là nó bị thành lê lết á, nó bị thành bị lên á, thì mình nghĩ nó không có thành công so với cách đó. Bạn hát những cái bài hát như vậy đó đòi hỏi cái gì nó chắc hơn, nó có tiết tấu, nó có nảy, nó buông hơn thì nó sẽ hay hơn, hát hay hơn. Thì mong một rút kinh nghiệm cho mình sau. Vâng, xin cảm ơn anh Cậu Long. Xin mời chị Hoàng Diễm. Chị có thích bạn này không? Chị muốn bạn đi về đội của chị không ạ? Chắc em là chị đó. Dạ, vâng, bên đi đi. Cái lúc mà bạn hát càng về sau mình càng cái không khí mà bạn tạo nên là mình cảm giác như là đây là trong một sân trường của một trường đại học, đây là hát với nhau giữa sinh viên với nhau, là mọi người tưng bừng lên, là mọi người hứng khởi lên và mọi người nhún nhảy các bạn. Nếu mà mình nghĩ là nếu mà bạn cầm đàn và bạn hát giữa một đám sinh viên với một những người bạn sinh viên của mình thì thật sự điều đó rất tuyệt vời. Có thể là các bạn nữ có thể là về nhà ép Facebook bạn chẳng hạn. Và nhưng mà đúng là như Cao Long nói thì bài này bạn chưa có kỹ thuật để hát được, tại mình thấy là bạn lấy những cái bài cái kiểu hát của bạn thì nó hơi thị trường, nhưng mà lại chọn vô là bài hát này là kỹ thuật còn phải điều luyện xíu mới hát hay. Nhưng mà về cái tinh thần phong thái tự tin của bạn, mình hoàn toàn thích cái sự tự tin của bạn. Mình đánh giá cao là mình muốn là bạn phải giữ được phong thái tự tin đó. Cái giọng hát là không có gì cả, là người ta thích thú theo mình mới là một việc rất quan trọng. Nhưng mà đúng là giọng hát là nếu mà bạn mới 20 tuổi thôi, yêu thích thì bạn cứ tập. Rớt xuống đầu cái chị này cái là có tiền luôn. Anh này em trả cho anh. Hiểu không? Chúc mừng bạn nha. Xin cảm ơn chị Hoàng Diễm, xin mời kiểu sư đầu chồng. Tôi lần đầu tiên tôi nghe cái đoạn mà đọc cái chuyển qua cái gì giống như là máy bay mà nó chạy chuẩn bị nó cắn lên vậy đó. Cái thú các bạn đọc, cái người đang đọc, cái người bài hát lên đó. Tôi tính là nhảy, tôi tưởng đó là bạn tự chế ra khúc đó nên tôi nhảy mời bạn viết giùm tôi cái bài mà đôi mắt Pleiku á. Thì chúng ta em đẹp lắm Pleiku ơi, cu ơi, cu ơi, cu ơi, cu ơi, cu ơi, cu ơi. Tôi nghĩ là tôi tính nhờ bạn, nhưng bạn hát trên mạng thôi, tôi nhờ người khác. Mà thực ra thì cái cảm xúc tôi cũng giống như là cái máy bay nó đang chạy chuẩn bị bay lên mà chưa có ai rị xuống ấy. Rồi nó chưa bay hẳn lên được. Tuy nhiên nhìn tổng thể thì bạn vừa đàn hay hát cũng rất là phong cách. Tôi nghĩ là hồi nãy lên đừng có hỏi có người yêu chưa đúng không? Tôi nghĩ là chắc có rồi. Jerry phải không? Tức là cảm ơn bạn. Thế cái câu chuyện này là bạn mình thiếu cái là mình phải khoát hết bài hát ra mình một xíu gì đó. Mà lần sau để anh chủ đó.